Dạ anh Hải thì cũng vừa đi công việc về nha cả nhà. Dạ. À, thì anh Khoa đây, à, cũng đang. Đó, thì anh Khoa anh, thì công việc với anh hàng ngày là vậy đó mọi người ha. Tiếp tục có buổi tối nào cũng phải là dọn nhà, đồ đạc rồi ha, cho gọn gàng rồi dắt xe dắt gì vô ha. Kinh nghiệm cảnh là không à. Đó. À. Dạ thì buổi chiều ngày hôm nay, buổi tối ngày hôm nay thì anh Hải cũng vừa ra bên ngoài cùng với Ken nha cả nhà. À, rất là dễ thương luôn. À, hai cha con cùng nhau rửa xe. Bé Ken cũng phụ gia rửa xe nha cả nhà. Thì buổi chiều ngày hôm nay đó thì hai cha con rất là vui bên nhau luôn. Thì bé Ken cũng ra bên ngoài á cùng với cha là anh Hải á, hai đang rửa xe nha. À, ở nhà hai cha con rửa xe chung nhau vui ghê không, cưng dễ sợ luôn. Đó, bé Ken cũng đang phụ cha, cha những chỗ nào mà dơ phụ ba cưng quá. Rất là ngoan luôn đó nhà, biết phụ ba này thì riêng giỏi lắm. Thank you.
Phê phê đúng không, qua đây đứng nó quậy thật luôn á. Đây là hai bà con đang rửa xe rất là dễ thương luôn cả nhà. Hôn nhân hôm nay bị bể tiếng á, đau họng á, nói không được nhiều, mong cả nhà thông cảm nha. Đó, hiện tại bé Ken cũng rất là dễ thương, cụ ba rửa xe rất kỹ nha, con nhỏ mà rất là kỹ luôn. Anh Hải với Ken, cùng với Ken đó, đang rửa xe bên ngoài rất là dễ thương luôn cả nhà. Thì cái cảnh này hiếm lắm luôn, em Nhân mới quay được để chia sẻ cả nhà xem. À, tình cảm cha con rất là đậm đà luôn, rất là cưng. Họ còn ảnh rửa kìa, rửa chăm chú kìa không. Không lâu mới được phụ ba bữa, giỏi dễ sợ. Thì bất ngờ buổi chiều hôm nay thì bé Ken cùng ba rửa xe mấy bên ngoài cả nhà. Thì bắt được gặp được cảnh này thì Hậu Nhân cũng chia sẻ cho cả nhà mình xem. Thì hiện tại là chị Hùng Loan hồi nãy cũng đi việc với anh Sang, đi rất là vội vàng luôn cả nhà. Đi cái tóc còn vẫn còn đang ướt luôn, chị gấp đi á, chưa kịp xế tóc luôn cả nhà. Dạ. Video cũng khá là dài rồi, Hậu Nhân cũng xin kết thúc đi tới đây. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi nhé.